Thưa quý vị, do trạng thái La Nina tiếp tục duy trì từ nay cho đến cuối năm 2022, sự chuyển pha sẽ khiến cho các hiện tượng thời tiết, khí hậu như là bão, áp thấp nhiệt đới, mưa, lũ diễn biến trái quy luật, tập trung cao nhất vào tháng 11 và tháng 12. Trước khi bước vào giai đoạn này, Đà Nẵng đã và đang triển khai các giải pháp để chủ động ứng phó với thiên tai. Để thực hiện tốt công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022, ngay từ đầu năm, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự thành phố Đà Nẵng đã phối hợp với sở ngành chuyên môn liên quan xem xét đánh giá lại tổng thể hệ thống thoát nước, khả năng thoát lũ và quy hoạch hành lang thoát lũ trên các sông hạ lưu, hệ thống sông Vu Gia Thu Bồn để có giải pháp khắc phục hiệu quả, hạn chế tối đa tình trạng ngập lụt khu vực các địa phương Hòa Vang. Đề nghị Ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng và các bộ ngành trung ương hỗ trợ và đầu tư kinh phí thực hiện nâng cấp kè bờ biển đường Võ Nguyên Giáp, nâng cấp đập An Trạch, Hà Thanh, nạo vét các sông suối hồ chứa nước lớn để đảm bảo an toàn công trình, nâng cao khả năng tiêu thoát lũ. Trong cuộc họp triển khai công tác phòng chống thiên tai vừa qua, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Phước Sơn cũng đề nghị các ngành chức năng địa phương cần tổ chức rà soát, điều chỉnh, cập nhật bổ sung lại phương án phòng chống và khắc phục hậu quả, chuẩn bị kịch bản thiên tai phù hợp với tình hình thực tế, tổ chức trực ban 24/24 giờ, sẵn sàng ứng phó vào các tình huống xảy ra. Đề nghị các đồng chí địa phương là phải rà soát lại khẩn trương, phải thực hiện cái việc rà soát các phương án của mình, cập nhật thêm điều chỉnh cho đầy đủ, có tất cả các kịch bản, đặc biệt là phương án sơ tán dân này. Nếu mà khi ở những cái vùng trũng thấp, vùng ven biển, ven sông, ven suối, vùng sạt lở, cho nên có phải rà soát hết tất cả các phương án kịch bản. Theo dự báo của Đài khí tượng Thủy văn khu vực Trung Trung Bộ, từ tháng 7 cho đến hết năm 2022, dự báo có khoảng từ 1 đến 3 cơn bão ảnh hưởng đến thời tiết thành phố Đà Nẵng. Cụ thể, từ tháng 7 cho đến tháng 8, khả năng có 1 cơn, từ tháng 9 cho đến tháng 11, có khoảng 1 đến 2 cơn.